Chào mừng các bạn trở lại với Làm Như Thế Nào. Ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một cách cô đường hết sức là đơn giản. Vì mùa hè này chúng ta phải sử dụng đến nhiều các loại nước giải khát. Nhưng khi chúng ta phải pha chế, phải ngoái đường thì chúng ta sẽ cảm thấy rất là lâu không ạ? Vâng, sau đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm. Nguyên liệu của chúng ta thì gồm có đường kính trắng. Đường kính trắng ạ. Tiếp theo là một chiếc máy xay. Và tiếp theo là chúng ta chuẩn bị nước nóng. Nước đun sôi đó. Chúng ta đổ đường vào trong máy xay. Gói đường nửa cân. Nước nóng tôi đã đun sôi sẵn. Với gói đường nửa cân này thì mức định lượng tương đương tôi sẽ giúp các bạn cách làm đó là 350ml nước. Khi vào đến máy xay này thì nó phải tương đương đến 500ml vì lượng đường đã được nhấn chìm xuống. Sau đó chúng ta sẽ xay đều lên. Vì là nước nóng cho nên là chúng ta cứ để xay cho đến khi mà đường của chúng ta tan ra. Vâng, đường đã được tan hết rồi đấy ạ. Chúng ta để nguội thì nó sẽ có một màu vàng đấy, và nguội thì chúng ta sẽ rót ra chai hoặc là ra cái gì đó chúng ta để cũng được. Tôi sẽ rót thử một chút cho các bạn nhìn nhé. Nó rất là đặc quánh đó. Và khi mà chúng ta làm các món sinh tố hay là các món nước giải khát thì chúng ta sẽ cho khoảng 2 đến 3 thìa tùy vào cái định lượng mà chúng ta vị giác của chúng ta. Vâng, xin cảm ơn các bạn, chúc các bạn thành công.